Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi đang tạo nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân ở Hưng Yên. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng đàn vật nuôi, những năm gần đây, ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi đã trở thành vấn đề bức xúc của nhiều địa phương, nhất là vùng nông thôn. Đây đặc điểm là một vùng chăn nuôi bò lợn rất nhiều mà không được xử lý phân nước rác nên là cái mương này rất ô nhiễm, ảnh hưởng trường mầm non và trạm y tế tính hàng chục năm nay rồi nhưng mà chưa có biện pháp nào xử lý được. Cái nguồn nước thải thì gia đình có xây biogas khoảng tầm 15-17 khối thì tất cả những cái nước thải của lợn của bò là dồn xuống hầm biogas hết. Chăn nuôi trong khu dân cư thì không tránh mùi hôi. Vì cuộc sống thì phải chăn nuôi. Việc chăn nuôi trong khu dân cư để lại những cái hệ lụy về môi trường do cái chất thải từ chăn nuôi xả thải ra các cái hệ thống mương tiêu thoát nước của xã và cái việc tập kết chất thải nó chưa được đảm bảo cho nên là ảnh hưởng đến cái môi trường sống. Để khắc phục thực trạng trên, cần có những biện pháp đồng bộ, những cách làm hay cho việc xử lý nguồn thải này. Trong đó, công tác tuyên truyền cần phải được các địa phương tăng cường, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trang trại không đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường.